diện tích đất ngay tại nhà. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đo diện tích đất ngay tại nhà vô cùng đơn giản. Đầu tiên, bằng vào Google, gõ GoLandSỏmVN. Giao diện màn hình sẽ hiển thị như thế này. Sau đó, bạn ấn vào bản đồ quy hoạch. Chọn khu vực và điền khu vực bạn muốn đo diện tích. Bạn có thể ấn vào dấu trừ để chuyển qua bản đồ thực tế để dễ dàng quan sát hơn nhé. Tiếp theo, mình sẽ tìm thửa đất mà mình muốn đo. Ví dụ, mình sẽ đo miếng đất này. Các bạn nên zoom lại gần để đo chính xác hơn nhé. Sau đó, bạn chọn biểu tượng con ba này và ấn chọn từ điểm đầu đến điểm cuối của thửa đất. Ngay lập tức, kết quả sẽ hiển thị phía bên dưới. Bạn có thể thấy miếng đất này có diện tích là 938m² và có 179,1m² là đất trồng cây lâu năm và 90,9m² là đất ở tại nông thôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy thắc mắc, hãy comment phía bên dưới, Gulen sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn nhé. Vào ngay Gulen.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.